Tôi tên là Ngô Thị Ngọc Lệ, năm nay là 55 tuổi. Hiện nay răng tôi là nó bị thưa và bị hơi bị đau chân răng, thành ra phải tới nha khoa ăn nè để mà chỉnh nha. Coi như là được 4-5 năm nay rồi, nhưng mà tại vì bận công việc đi làm thành ra không có thời gian để mà mình đi thăm khám được. Tới hôm nay tôi nghỉ hưu, vừa tuổi nghỉ hưu thành ra mới là tới ngay khoa để mà xin tư vấn, là được tư vấn là sẽ làm em lăn hết hà toàn hàm răng trên. Tại vì không có thời gian, thật ra thì cái tình trạng răng của mình rất là xấu. Ăn những đồ lạnh hay ăn những đồ mà hơi cứng một chút thì phải đau, hơi bị đau. Mình ăn cái gì nó hơi cứng một chút như bánh mì khô, chứ đừng nói đến là ăn xương hay là ăn cá xương mà bị nhai xương cũng đau. Những đồ mà nó hơi cứng hơn, chỉ ăn đồ mềm được như là ăn những bánh sandwich hay là bánh mì mà mì còn giòn giòn ăn được thôi, chứ không có thể nào ăn đồ cứng được. Bị đau chân răng á, răng đánh răng cũng hay bị chảy máu răng, máu chân răng, thành ra phải đi bắt bằng mọi cách là phải đi làm hết, phải làm hết luôn nguyên phòng răng trên. Có chứ, sau khi được tư vấn rồi này, khi bác sĩ nói là răng, tình trạng răng như thế là phải im lăng hết toàn bộ hàm răng trên, tại răng rất là xấu. Tôi hy vọng là sau khi làm sẽ vừa thuận tiện, một là đẹp, hai nữa là ăn cải thiện ăn uống đồ đó, mình sẽ ăn được những cái đồ tương đối cứng để cho nó trẻ nữa. Tại vì so với tuổi mình không có đến mức độ là phải lão quá, già quá, để lấy lại tuổi trẻ chút xíu.